Đấu phá thương khung phần 4 tập 18 Huân Nhi. Và nếu như các bạn xem video này nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào trầm tư, bàn tay chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn, Nhã Phi cũng thoáng có chút khẩn trương. Lạp Lan lão gia tử là người đứng đầu Lạp Lan gia tộc. Tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với Thức Đẳng Nhĩ gia tộc có chút tốt đẹp. Một khi lão chết đi, sợ rằng sự hợp tác với Thức Đẳng Nhĩ gia tộc sẽ lâm vào ngừng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn là không nhỏ. Đương nhiên, Nhã Phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực của Tiêu Viêm có thể phù trừ độc tố trong cơ thể Lạp Lan lão gia tử. Tuy nói hôm nay trải qua lịch lãm Tiêu Viêm đã khác xưa, nhưng mà dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Nhã Phi không cho rằng Tiêu Viêm có thể nắm trong tay. Hắn như thế để xem phản ứng của Tiêu Viêm, hoặc là muốn ngầm mời vị thần bí sư phụ kia của Tiêu Viêm ra tay. Đã kiến thức qua người kia lúc ở Ô Thản Thành biểu lộ ra một chút khủng bố thực lực, Nhã Phi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không lường được. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, Lạp Lan lão gia tử tuy còn chút hơi tàn, nói không chừng có thể cứu trở về. Mặc dù ta chưa từng thử qua, nhưng mà theo biện pháp kia của Cổ Hà, ta nghĩ hẳn là sự tình rất nguy hiểm. Đưa dị hỏa tiến vào trong cơ thể người khác, chỉ cần dược sư khiển lượng có chút sát ý hay là sơ sẩy, có lẽ Lạp Lan lão già kia chỉ trong khoảng khắc sẽ hóa thành tro bụi. Như vậy ngươi còn đề nghị ta đi thử, phải biết rằng ta cũng không nắm chắc với tình huống giữa chính mình với Lạp Lan Yên Nhiên, còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình, Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi nói. Nhã Phi cười khổ gật đầu rồi nói, đây đích thật là việc nguy hiểm. Có điều Lạp Lan gia tộc cũng không có biện pháp, Lạp Lan lão gia tử có lẽ không xong rồi. Ngươi là muốn đi xem thứ, dừng lại trên người Tiêu Viêm, con mắt Nhã Phi thoáng vui mừng. Chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy vị thần bí lão sư kia cho dù là không có ra mặt chữa trị, cũng sẽ âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ. Việc chữa khỏi cho Lạp Lan lão gia tử từ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Ta cần phải có nhánh thất huyễn thành linh tiễn kia. Tiêu Viêm chép miệng, một lát sau khẽ cau mày nhẹ giọng rồi nói. Chẳng qua, ngươi ở đây có cái đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo? Ngươi biết ta cùng với Lạp Lan gia tộc có chút không ổn, nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận, chỉ sợ là không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như là khu độc với Lạp Lan lão gia tử kia. Ây, thật sự là phiền toái. Nhìn Tiêu Viêm cau mày có vẻ là không thể kiên nhẫn, Nhã Phi suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật đầu cười nói. Đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy, nhưng mà trường đấu giá chúng ta còn có tổn chữ một cái. Nói xong, phất phất tay vẫy thị nữ, nói nhỏ mấy câu vào tai. Nghe được Nhã Phi phân phó, thị nữ cung kính gật đầu cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Sau vài phút, tay cầm một cái hộp gỗ tinh xảo vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Tiếp nhận hộp gỗ, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như là da mặt người. Trong thoáng vài phần kỳ dị, ngón tay Tiêu Viêm cẩn thận cầm nó đặt nhẹ lên trên lòng bàn tay. Một mảnh lạnh cóng, bạc như là cánh ve, như là không có. Đây là một loại dùng băng tằm ti của băng sơn tuyết tằm chế thành, trải qua cả cấp tượng nhân cẩn thận điều khắc tạo hình. Tấm da mặt này đã được ướp tác theo bộ mặt người, chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Nhã Phi mỉm cười nói tiếp, cái da mặt bằng tằm này ở phòng đấu giá Thức Đẳng Nhĩ chúng ta là hàng cao cấp. Nếu đem đấu giá tuyệt đối giá không dưới 30 vạn, lần này miễn phí tặng cho người. Người cũng đừng vội vàng cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa tốt cho Lạp Lan lão gia tử, thước đặc phòng đấu giá chúng ta cũng đạt được chỗ tốt hơn xa so với 30 vạn, coi như là chúng ta ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu không có miệng cự tuyệt. Ngẩng đầu lên, bàn tay mở ra da mặt bằng tằm, sau đó nhẹ nhàng áp lên trên mặt, ngay tức khắc một cổ cảm giác lạnh lẽo chậm rãi chạy từ trên mặt truyền vào cơ thể. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình ngũ quan lúc này có chút nhích động. Đứng ở một bên, Nhã Phi nhìn khuôn mặt kia dần dần trở lên bình thường, hé miệng cười khẽ lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt Tiêu Viêm cười nói, hiệu quả cũng không tệ lắm chứ. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt trong gương cùng với trước kia gần như là hai người khác hẳn, khẽ sửng sốt mang theo vài phần kỳ dị, vừa lòng gật đầu. Tuy nói cường giả có thể cảm nhận được khí tức của đối phương, chẳng qua người rất ít khi tiếp xúc với Lạp Lan gia tộc. Năm đó Lạp Lan Yên Nhiên vội vàng từ biệt, 3 năm sau hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của người. Cho nên có ra băng tằm này chỉ cần không bị đối phương cẩn thận dò xét, chắc chắn có mà phát hiện ra người ngụy trang, Nhã Phi cười cười rồi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm chậm sờ sờ lớp da băng tằm trên khuôn mặt. Sau một lúc lâu miễn cưỡng rồi nói, ta cứ đến xem sao đã, nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện. Nhưng ta cũng nói rồi, đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thời điểm nào đó, ta tâm tình không thuận, bàn tay run lên đem lão gia hỏa kia đốt thành tro tàn, ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu. Nghe đường câu cuối cùng, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nói, ta giúp ngươi viết một phong thư tiến cử, có nó khi ngươi tới Lạp Lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gay gắt. Được rồi, phiền toái,
Tiêu Viêm cười gật gật đầu, xoay người lại mặt bàn, rút ra một trang giấy tinh xảo. Bàn tay Nhã Phi cầm ngọn bút, thân thể mềm mại khom người ép chặt thành đường cong mê người. Mặt cười chăm chú tà tà viết lên trang giấy. Sau một lúc lâu, thoải mái thở ra một hơi, cầm phong thư tiến cử đưa cho Tiêu Viêm cười rồi nói: "Tiêu Viêm đại đệ, đừng để cho tỷ tỷ mất mặt nha, đây là lần đầu tiên ta tiến cử người đó." "Cứ hy vọng đi." Tiêu Viêm ậm ừ cười cười tiếp nhận phong thư đáp lời Nhã Phi. "Phiền toái ngươi rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta đi." "Được rồi, phòng đấu giá nhiều người nhiều mắt, vì giữ thân phận bí mật của ngươi ta không tiễn ngươi ra đi. Nếu cần hỗ trợ cái gì, cứ đến Thước Đằng Nhĩ phòng đấu giá tìm ta, ta sẽ hỗ trợ toàn lực." Nhã Phi mỉm cười rồi nói. Cười cười gật đầu, Tiêu Viêm không chần chừ, vừa giơ tay chào vừa quay người bước ra ngoài cửa. "Tiểu nữ hoa tử, nếu tên phế tài Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn hỏi đến ta, ngươi nói chờ ta có thời gian sẽ đi gặp hắn, khỏi phải khiến hắn như là người điên tìm tung tích của ta khắp nơi." Uể oải đứng dậy, Hải Bất Đồng liếc mắt qua Nhã Phi nhàn nhạt rồi nói: "Vâng, lão tiên sinh." Nghe vậy Nhã Phi sửng sốt, Trần cười khổ gật đầu, không biết đối phương cùng với đại trưởng lão đến cuối cùng có quan hệ gì, nàng cũng chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Nhã Phi trầm ngâm một chút, sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài. Một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặc thước phòng đấu giá, loại này đại sư phải báo cáo lại cho nội bộ của gia tộc. Đương nhiên, trong bản báo cáo tên Lôi Âu gia tộc tự nhiên là không thể thiếu, phải yêu cầu trách cứ một phen. Tại cửa thước đặc phòng đấu giá, Tiêu Viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người đi qua đi lại, chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí trung tâm thành. Nơi đây là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, chú địa của Lạp Lan gia tộc. "Đi thôi." Hai tay thu vào trong áo, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh hướng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia, có thể là nhà của hắn, chậm rãi bước vào. Tòa lạc tại Gia Mã Đế Quốc cùng với phụ cận biên cảnh hai đại đế quốc, học viện thanh danh chấn động từ xưa, lẳng lặng sững sờ ở nơi đó, tản ra tan thương cùng với phong cách cổ xưa. Tuy vẻ bề ngoài học viện không đến nỗi chấp nhiếp kẻ khác kinh sợ, nhưng mà thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc kia cũng phải nhượng ba phần, không dám có chút bất kính. Trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử bốn phương tám hướng, những người này tại gia tộc được cho là thiên phú, người thường trong miệng gọi là thiên tài, nhưng mà thiên tài ở trong cái lời chứa chấp thiên tài, cho nên ở gia tộc có thể là ngạo thị thiên phú, tới nơi này may ra miếng cương đủ tư cách mà thôi. Tại thời gian nhậm tân sinh trong lễ nhập học, vì lão nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi ngái ngủ giống như là lão nhân sắp tiến vào quan tài kia, có nói chỉ ngắn ngủi hai câu: "Mặc kệ các người trước kia là thân phận gì, tới nơi này các người cũng chỉ là học viên của Già Lam học viện, thân phận toàn bộ giống như nhau. Trong học viện đánh nhau hay là quyết đấu, chỉ cần không tai nạn chết người, ta sẽ không quan tâm. Nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây để trả thù, đến bao nhiêu Già Lam học viện thù bấy nhiêu." Lão nhân kia đột nhiên thất phát khí thế, chỉ nói ngắn ngủi mấy câu đã khắc sâu vào trong tâm của các đệ tử. "Nơi này là rồng, ngươi phải cuộn, là hổ, ngươi phải nằm." Trên ngọn núi hẻo lánh vắng vẻ của học viện, vách núi dốc đen xì, thân ảnh thiếu nữ quần áo xanh nhạt ưu nhã đứng đó, nghiêng đón từng cơn gió nhẹ. Một mảng sợi tóc đen tuyền buông xuống, theo chiều gió chậm rãi phất phới. Hình dáng của thiếu nữ ẩn lộ ra đường cong hoàn mỹ. Thiếu nữ con mắt xa xăm nhìn hướng đông bầu trời, trầm mặc không nói, giống như là một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, làm cho lòng người có cảm giác kỳ dị như là được cột rửa. "Ra đi." Theo thanh âm thiếu nữ, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ phía sau một cây đại thụ bước ra, cung kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía của hắn, quỳ gối xuống nói: "Tiểu thư." Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra một bên mặt như là ngọc tinh xảo tuyệt luân, rõ ràng là Huân Nhi đang ở trong Giả Lam học viện. "Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã quay lại Giả Mã Đế Đô." Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhé. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hảo hạng thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 19 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.